tại trụ sở đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp thông báo kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng, kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Công Thương. Tham dự có ông Lê Văn Hiểu, Quỹ viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân, Phó Bí thư Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp, cùng dự có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, theo thông báo kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thống nhất điều động bổ nhiệm đồng chí Đặng Thành Sơn, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, giữ chức giám đốc Sở Công thương. Tại buổi họp, ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân, Phó Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao thông báo kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy cho ông Đặng Thành Sơn, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân. Đồng thời cũng đánh giá một số kết quả công tác mà đồng chí Đặng Thành Sơn đã nỗ lực thực hiện tại cơ quan Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ thông báo kết luận của ban thường vụ tỉnh ủy cũng trong sáng nay tại sở công thương đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ đồng chí lâm hoàng nghiệp ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị cùng dự có giám đốc sở nội vụ tại hội nghị thưa quý nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng chí trần phước dĩnh tỉnh ủy viên giám đốc sở nội vụ đã công bố quyết định số 705 trên quy đề UBND ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động đồng chí võ văn chiêu tỉnh ủy viên giám đốc sở công thương tỉnh sóc trăng đến công tác tại ban nội chính tỉnh ủy sóc trăng đồng thời công bố quyết định số 706 trên quy đề ubnd ngày 12 tháng 4 năm 2024 của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận bổ nhiệm đồng chí đặng thành sơn giữ chức giám đốc sở công thương tỉnh sóc trăng Phát biểu tại các hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Dân dân tỉnh chúc mừng đồng chí Võ Văn Chiêu và đồng chí Đặng Thành Sơn đã được đảng nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Mong muốn các đồng chí thời gian tới, với nhiệm vụ mới, hãy đừng suy nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan đến ngành, phát huy năng lực trí tuệ, tiếp tục cùng tập thể đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành và của tỉnh giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đặng Thành Sơn, tân giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng vui mừng cho biết, với vai trò và công việc mới hứa sẽ phát huy sự nhiệt quyết và sự đồng hành của ban lãnh đạo cán bộ của sở để thực hiện tốt công tác tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chiều ngày 15 tháng 4, Ban Văn hóa Xã hội của Hội đồng dân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra văn bản thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội trình tại kỳ họp thứ 19 chuyên đề Hội đồng dân dân tỉnh Sóc Trăng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng dân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành tỉnh có liên quan. Tại cuộc họp, đại biểu đã tập trung thảo luận và tham gia ý kiến đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết về quy định nội dung mức hỗ trợ khuyến khích người dân dùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Dự thảo nghị quyết quyết định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2023-2024. Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp, trên cơ sở các ý kiến tại buổi làm việc, ban Dân hóa xã hội tiếp thu nghiên cứu hoàn thiện tờ trình và dự thảo nghị quyết đảm bảo chặt chẽ về mặt nội dung, bố cục để trình tại kỳ họp thứ 19 sắp tới. Chiều ngày 15 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định mua hiện vật Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đã nghe đại diện lãnh đạo Bảo tàng tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung hồ sơ sưu tầm hiện vật thuộc dự án Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo báo cáo, kết quả sưu tầm hiện vật và sưu tầm các bộ sưu tập hiện vật đạt được 154 hiện vật, gồm hiện vật nhạc cụ dân tộc Khmer, hiện vật nhạc cụ dân tộc Hoa, hiện vật liên quan đến nghề truyền thống và các hiện vật có liên quan đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của dân tộc Hoa. Hiện vật liên quan đến nghề truyền thống và các hiện vật có liên quan đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của dân tộc Khmer. Sau khi xem xét, đánh giá trao đổi thảo luận về giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ và giá mua các hiện vật có trong danh mục dự kiến sưu tầm, hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thẩm định và thống nhất mua 117 hiện vật trên nhằm phục vụ công tác trưng bày, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.